Quảng trường Đông Kinh nghĩa thục xưa và nay, nằm ở khu trung tâm phố cổ sầm uất. Quảng trường Đông Kinh nghĩa thục mang trong mình những ký ức lúc thăng trầm, khi thì huy hoàng của lịch sử Hà Nội, cùng sự chuyển biến không ngừng của mảnh đất nghìn năm văn hiến. Nhưng ít ai biết rằng, cách đây hơn 100 năm, tại đây thực dân Pháp đã hành quyết nhiều sĩ phu yêu nước của dân tộc ta. Khu vực quảng trường Đông Kinh nghĩa thục trước đây vốn là một bãi đất hoang trồng dừa ven Hồ Gươm, dân gian thường gọi là vườn dừa. Sau này, khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, quảng trường được đổi tên thành Place Negri. Thực dân Pháp rất coi trọng vị trí của quảng trường này và xem nó như trung tâm của thủ đô Hà Nội lúc bấy giờ. Tuy nhiên, sự ưu ái của Pháp dành cho quảng trường Place Negri nhanh chóng bị chấm dứt bởi các hành động dã man của chúng. Trong cuốn sách Hà Nội cũ, phát hành vào năm 1943, nhà nghiên cứu văn hóa Doãn Kế Thiện có kể lại. Nói đến những nơi rùng rợn ở Hà Thành, ngoài cái hồ sắc trẻ ra, lại còn nơi cây dừa bêu đầu. Nơi đó không phải là nơi khuất vắng, lại chính là một nơi mà bây giờ chúng ta đều cho là chỗ rất phong quang, vui vẻ nhất Hà Thành. Đó là hồ Hoàn Kiếm. Đó là vì thỉnh thoảng người ta lại treo một cái hay, mấy cái đầu lâu của những trọng tù bị trảm quyết vào thân mấy cây dừa ấy. Nói là bêu để làm gương cho kẻ khác coi để làm răn. Mỗi khi có cái đầu bêu ở đó, trên thân cây dừa lại dán một tờ giấy kể rõ tội trạng của kẻ đã bị tử hình ấy cho các người qua lại xem. Dân đi qua, ai cũng chỉ dám lén lén nhìn, ngay cả những đứa trẻ nghịch ngợm nhất cũng không dám nô đùa gần những cây dừa đó. Thi thoảng, có một vài người phụ nữ theo thói mê tín cầm những mảnh giấy đến hứng những giọt máu, giỏ từ thủ cấp của những người tử tù rồi mang về dán ở đầu giường. Vì tin rằng nhờ thế họ có thể trừ yểm được ma phạm nhân quấy nhiễu việc sinh nở. Nhưng cũng có người phụ nữ rất can trường, thậm chí dám cắp lấy thủ cấp của tử tù. Chuyện này được nhà văn Doãn Kế Thiện kể lại như sau. Ở tỉnh Đồng Nai có hai người bạn, một người họ Đỗ, một người họ Nguyễn. Người họ Đỗ lấy được một người vợ rất xinh đẹp, nết na. Thấy bạn có vợ đẹp, người họ Nguyễn sinh lòng thèm muốn, tìm mọi cách để chiếm đoạt vợ của bạn. Chị vợ có ý nghi ngờ dã tâm này, đã cảnh báo chồng nhưng anh chồng không tin. Một hôm, người họ Đỗ đến nhà bạn ăn cỗ, lúc về nhà đau bụng hộc máu tươi mà chết. Chị vợ cho rằng người họ Nguyễn kia đã đầu độc chồng mình, liền trình báo quan. Nhưng người họ Nguyễn đã dùng tiền lo lót, quan trên cho rằng không có chứng cứ rõ ràng nên không xét tội. Chị vợ thì vẫn cho rằng vì mình mà chồng chết oan, và để ngăn cản lòng ham muốn của kẻ xấu nên đã lấy dao vằm mặt mình cho xấu xí đi. Đến khi tay họ Nguyễn kia theo một đảng cướp bị bắt, xử chém bêu đầu ở vườn dừa bên Hồ Gươm, chị vợ liền đến lấy các thủ cấp về làm lễ tế chồng nhưng bị lính bắt, giải lên quan. Sau khi nghe rõ sự tình, quan trên đã cho phép chị lấy thủ cấp kẻ thù để làm lễ tế chồng và còn tâu lên triều đình xin cho người đàn bà bốn chữ tiết liệt khả phong. Để tiêu diệt những người chống đối và khủng bố tinh thần người Việt, thực dân Pháp liên tục cho chém đầu, hành hình những người yêu nước chống Pháp ở quảng trường Place Negri. Trong đó, phải kể đến sự kiện hành hình của ông cử tạ Văn Đình năm 1883 và 4 năm sau đó là sĩ phu thủ khoa Nguyễn Cao. Năm 1907, một số sĩ phu yêu nước tiêu biểu là Lương Văn Can, Nguyễn Văn Vĩnh đã mở một số trường tư mang tên Đông Kinh Nghĩa Thục. Trường Đông Kinh Nghĩa Thục chỉ kinh thành Thăng Long xưa, trường dạy việc nghĩa. Ngôi trường này chủ yếu dạy miễn phí chữ quốc ngữ cho các học trò thời Pháp thuộc, không chỉ là nơi dạy học. Về sau, đây cũng trở thành một địa bàn hoạt động sôi nổi của các sĩ phu yêu nước, chống Pháp khắp Hà Nội và một số vùng lân cận. Để kỷ niệm và tôn vinh ngôi trường này, năm 1945, thị trưởng Trần Văn Lai đã cho đổi tên quảng trường Place Negri thành Đông Kinh Nghĩa Thục như ngày nay. Ai cũng biết, Hồ Gươm là trái tim của thủ đô và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục chính là cửa ngõ dẫn lối vào. Chính vì vậy, mọi sự biến đổi dù là nhỏ nhất của nơi này đều nhận được sự quan tâm đặc biệt. Theo thời gian, quảng trường cũng được khoác trên mình những tấm áo mới. Từ chỗ chỉ là một chiếc cột đồng hồ đơn điệu thì giờ đây nó đã trở thành một đài phun nước lung linh nằm ở ngã năm Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Gai, Đinh Tiên Hoàng, Cầu Gỗ. Ngày nay, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thường được người dân Hà Thành gọi là đài phun nước bờ hồ. Đài phun nước quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sinh động. Rào chắn cũ được dỡ bỏ và đài phun nước này được trang bị các thiết bị phun nước hiện đại cùng hệ thống đèn LED chiếu sáng, tạo nên một khung cảnh thơ mộng đầy màu sắc. Trong các sự kiện lớn của đất nước,
hay các ngày lễ Tết, đài phun nước quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cũng được trang trí bằng hoa tươi, gắn thêm vào hệ thống trang trí hình hoa đẹp mắt, và buổi tối, nơi đây luôn đông đúc dòng người qua lại. Hiện nay, khu vực này đã trở thành phố đi bộ, là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện văn hóa, nghệ thuật lớn của thành phố, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân thủ đô và khách du lịch. Hầu hết khách du lịch qua đây đều phải nán lại chụp ít nhất vài kiểu ảnh làm kỷ niệm với địa điểm này. Trải qua hơn 100 năm, Hà Nội đã thay đổi một cách chóng mặt và khung cảnh nơi quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã không còn như xưa nữa. Tuy nhiên, đài phun nước Bầu Hồ vẫn còn đó như một chứng nhân lịch sử trong thời gian tồn tại lâu dài ấy. Đài phun nước có vài lần thay đổi hình dáng nhưng vẫn luôn giữ nguyên tính năng của mình. Đài phun nước không chỉ mang trong mình chức năng là một công trình kiến trúc cảnh quan, mà nó còn mang một giá trị lịch sử cũng như giá trị tinh thần đối với người dân thủ đô ngàn năm văn hiến. Hiện tại, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là một phần của di sản sống, là một không gian mở phục vụ cho đời sống nhân dân, cho hoạt động văn hóa mang đậm nét Hà Nội. Là những đêm cùng nhau hồi hộp chờ xem bắn pháo hoa đón giao thừa, những buổi biểu diễn văn nghệ ngoài trời mừng thủ đô giải phóng, là những bữa tiệc âm nhạc đường phố, chụp ba tanh, điệu nghệ. Nhưng ở góc nhìn này, đâu chỉ có những cuộc vui, vẫn còn đó hình ảnh những cánh hàng rong đi qua quảng trường mỗi sớm mai, trên đôi vai gầy của người phụ nữ, còn đó những hình ảnh bao người vất vả mưu sinh nơi thành thị, tìm đến nơi đây dừng chân nghỉ ngơi với những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Những giá trị lớn lao ấy sẽ còn mãi với con cháu mai sau, giống như đài phun nước Đông Kinh Nghĩa Thục. Qua bao thăng trầm, biến động, nó không những bị mất đi mà còn được tôn tạo đẹp hơn, bền vững hơn.